Bà bị sao vậy? Đang suy nghĩ. Suy nghĩ gì? Bình thường mà có suy nghĩ gì đâu. Hôm nay bà đặt suy nghĩ lạ nha. Nghĩ phải không nghĩ? Ông Phong đó, sao nhìn ông công tử bồn quá à? Làm shipper được không vậy trời? Có khi nào tuyển làm người không? Ê, bà thích ông Phong đúng không? Bị khùng mà. Nghĩ sao vậy? Tôi gì mà đi thích ổng? Chẳng qua là tôi thấy ổng sao sao á, không có niềm tin. Lại đây, ngồi xuống đây. Nhanh. Cái gì? Tôi không hiểu sao bà lại phải suy nghĩ cái chuyện đó luôn cho mệt não á. Chuyện đó có gì đâu mà suy nghĩ. Nè nha, ông Phong ổng đẹp trai như vậy, tôi thấy ổng đẹp trai thì ổng sẽ mang tới nhiều niềm vui cho khách hàng, như là những con nhỏ mà ê sắp ế như bà đó. Nè, bà nói gì vậy? Không nghe người ta nói hả? Ế nó là xu thế. Còn tôi là sao? Tôi là ế thiệt. Ừ thì tôi nói vậy đó. Mà hôm nay á, tụi mình cứ giao hết tất cả các hàng mà tụi mình có cho ổng đi giao đi, coi như là thử việc. Thì cũng được, cũng hợp lý á. Ừ. Chào em. Trời. Chào buổi sau là chào buổi sáng. Hello anh shipper đẹp trai. Ừ. Ê, anh. Hả? Khỏe không? Không xí. Đồng nghiệp bớt đụng chạm đi ha. Qua đây. Ở đâu? Tụi em á có 5 đơn hàng, hôm nay anh đi giao hết giùm tụi em nha. 5 đơn hàng? Ừ. 5 đơn hàng và giao 5 chỗ khác nhau. 5 chỗ khác nhau? Nhắm làm được không? Đơn giản. Không có việc gì khó, chỉ sợ anh không làm. Chỉ cần em tin tưởng là anh sẽ làm ngay. Hãy tin nơi anh. Em tin anh. Ừ, thôi đi làm nha. Dạ. Ui. Anh quên. Đi nha. Ôi trời. Nhà ổn không? Nhắm ổn không trai đẹp của bà đó? Ổn. Tao thấy ổn mà. Đẹp trai là được hết. Bà yên tâm đi, phải tin tưởng người ta chứ. Tôi tin anh làm được. Trời ơi, shipper cái kiểu gì đó, gọi điện thoại chỉ đường nửa tiếng đồng hồ rồi. Ủa không biết đường mà đi làm shipper là sao, gọi điện thoại thì không bắt máy. Alo em hả? Dạ alo chị ơi. Em ơi em tới đâu rồi? Dạ em đi mấy vòng rồi mà sao vẫn chưa tìm được địa chỉ nhà của chị hả chị? Em đã tới cái ngã tư mà nãy chị chỉ chưa? Dạ em tới rồi. Rồi bây giờ ngay cái ngã tư đó, em nghe theo chỉ dẫn của chị, nghe rất kỹ nha. Dạ. Từ ngã tư em đi thẳng lên, em thấy cái ngã tư đầu tiên, em quẹo phải cho chị. Quẹo phải. Tới cái ngã tư tiếp theo, em quẹo phải thêm một lần nữa cho chị. Quẹo phải. Rồi tới ngã tư thứ ba, em quẹo phải thêm một lần nữa. Quẹo phải. Đó. Ủa chị ơi. Mình quẹo phải nhiều như vậy, cái mình quay lại cái vị trí ban đầu em đang đứng đó chị. Ừ thì đúng rồi. Ủa gì? Cùng nhà chị đâu? Là ngay cái ngã tư em đang đứng đó. Em nghĩ sao em tới cái ngã tư rồi mà không thấy cái nhà chị hả? Bây giờ em lui lại 3 căn. Nếu em ngay ngã tư em lui lại 3 căn, chị sẽ bước ra chị đón em, được chưa? Dạ rồi thôi, đánh một cái vòng luôn đi chị. Trời ơi, cái thằng này ngu ngơ dễ sợ. Rồi lỡ đâu không kịp cái chuyện quan trọng của mình, ra đón nó cho chắc ăn. Ôi
shipper, không biết đường mà cũng bị đặt làm shipper. Rồi trễ giờ. Chị ơi, chị có phải là chị Trang không chị? Shipper. Dạ đúng rồi. Trời ơi, nhanh nhanh giùm đi, trễ giờ của người ta rồi. Dạ, xin lỗi chị. Ủa em là shipper mà không biết đường hay sao mà nãy giờ chỉ đường quá trời luôn, giờ mới tới. Dạ, chị thông cảm, địa chỉ này khó kiếm quá. Rồi. Vậy thôi, cảm ơn chị nha. Xin lỗi chị nha. Em đi. Ủa rồi tính không lấy tiền luôn hả? Quên. Trời ơi. Dạ, của chị 350. Rồi nè. Dạ. Dạ rồi, em cảm ơn chị. Rồi. Cảm ơn chị. Chúc chị một buổi sáng tốt lành. Chị thật là xinh đẹp. Chào chị. Em khai trương là chị thấy ngày mới chị nó bớt tốt liền luôn á. Dạ, cái gì kiểm tra hàng giùm em đi chị. Rồi, cảm ơn em. Sẵn sàng cho một buổi lễ kỷ niệm tuyệt vời. Đó, bây giờ là bao nhiêu khâu, từ là họ chuẩn bị món ăn nè ha, trang trí nhà cửa, phải nói là tổ chức một bữa tiệc kỷ niệm thật là lãng mạn. Bây giờ chỉ còn chờ ảnh về. Chết rồi, trễ dữ vậy rồi hả? Chết. Ôi, quên nữa, đây cái khâu quan trọng nhất. Mặc cái đầm này vô chứ ảnh đứng tim đó, lâu lâu phải tạo bất ngờ quyến rũ hấp dẫn như vậy đó. Trời. Ủa sao cúp điện ngang xương vậy nè? Vô thay đồ trước đi, lỡ ông về cái nó hết bất ngờ. Ơi à. Trời ơi, cái gì mà tối mịt vậy? Cúp giờ nào không cúp, tự nhiên cúp giờ này. À, hay là vợ mình định tắt đèn để cho mình bất ngờ người ta? Em ơi, em đâu rồi? Làm sao để anh thấy em? Anh ơi, em đây nè. Làm sao để em thấy anh? Đi ra phòng khách đi em. Nhưng mà anh ơi, tối quá, em đang mò ra nè. Em ra đây, anh đang chờ. Anh ơi, em nôn nóng được tới cái phút giây mình gặp nhau. Nhưng mà anh ơi, tại sao cuộc đời lại đầy quan trái éo le? Trong lúc mình muốn gặp nhau thì ánh sáng lại biến mất, làm cho em không thể thấy được anh. Bây giờ anh đây. Nhân dịp bóng tối như vậy, hay là tụi mình sẽ cùng nhau chơi trò bịt mắt bắt dê đi. Thôi em ơi, bây giờ là không bịt mắt cũng bắt dê được mà. Vậy bây giờ anh hãy thả dê ra đi, em bắt cho. Thôi bây giờ anh nói chuyện. Em ơi. Đâu anh bắt được em. Em ơi. Đâu anh bắt được em. Trời ơi em. Cút. Em bớt nghịch ngợm lại đi em ơi. Nhưng mà anh ơi, anh có biết hôm nay là ngày gì không? Biết sao không biết. Hôm nay chính là ngày kỷ niệm ngày cưới của tụi mình đó. Anh biết mà, bữa nay là kỷ niệm ngày cưới nè. Xong hả, các em tắt đèn để cho về đây hả, anh bất ngờ đúng không? Cái đó thì anh sai rồi. Sao vậy? Tại vì em không có tắt điện mà. Điện lực tắt điện. Điện lực à? Là nhà mình cúp điện rồi đó. Vậy thì, nhưng mà không sao. Anh cũng là muốn gửi lời cảm ơn tới điện lực của em. Sao vậy? Tại vì á, nhờ điện lực tắt đèn tối thui như vậy nè, cái gợi nhớ cho anh là cái kỷ niệm ngày xưa. Hai đứa mình đó, hai đứa mình hả, hẹn hò ra buổi chuối sau hẻm tối thui à. Không thấy gì hết. Anh ơi, người ta vẫn nói. Nói gì? Bóng tối đồng lõa với tội ác. Thôi, ý, anh bắt được em rồi. Em không thể nào thoát khỏi vòng tay của anh đâu. Trời, cô là ai vậy? Tại sao vô nhà tôi? Trời ơi. Vợ tôi đâu? Thả vợ tôi ra. Anh khùng quá. Thả? Khùng cái gì? Anh nghĩ gì vậy? Nghĩ gì? À, chắc là hôm nay anh thấy kỷ niệm ngày cưới cho nên anh cố tình giỡn. Anh tạo một vở kịch để làm cho em bất ngờ đúng không? Trời ơi, bữa nay em mới gia nhập đoàn xiếc nào vậy? Cái gì gia nhập đoàn xiếc? Này xiếc khỉ hay là xiếc gấu mà? Xiếc khỉ, xiếc gấu là sao? Kia nó lấp la lấp lánh. À! Trời ơi, tự em thấy em tự hết hồn luôn hả? Em đang bận cái gì vậy? Anh ơi, em bận cái gì vậy? Đồ gặp xiếc. Không có. Chứ gì? Có phải cái đầm này là cái đầm đẹp lắm? Ở đâu lôi ra đây bận vậy? Không phải, em mới đặt hàng nhưng mà ủa không phải đâu, cái đầm em đặt không phải là cái đầm này à. Là sao em nói đàng hoàng cái tiếng không phải đầm này là sao tiếng? Em đặt một cái đầm màu hồng, dải satin quyến rũ ôm lấy thân thể
mà ai biết đâu quỷ shipper giao em cái đầm này nè. Mà anh cúp điện em lụi lọc đọc em chạy ở trỏng em bận tạo bất ngờ cho anh. Cuối cùng em bất ngờ hơn. Ý là muốn tạo bất ngờ nữa hả? Bất ngờ là bình thường mình bận đồ bình thường sao bận kiểu Halloween luôn. Halloween, biết rồi còn chọc em nữa. Không biết rồi, ý em nói là có người ta giao lộn đồ đúng không? Bây giờ em sẽ xử lý cái thằng shipper đó. Xử lý cái gì? Không được, anh chưa từng thấy đâu, shipper mà không biết đường. Không biết đường hả? Không biết đường đi lạc trễ nửa tiếng đồng hồ, phải để tới sớm một chút đúng không? Thôi, sớm một chút. Anh thấy là bây giờ giao lộn thì bây giờ có gì người ta tới rồi mình đổi lại đâu có to tát gì đâu. Thì mình phải gọi điện thoại, mình mắng vốn với bên công ty. Cũng bình tĩnh thôi em bức xúc vậy em điện như công ty người ta buồn rồi sao? Cái gì cũng phải bình tĩnh. Em không nghe người ta nói hả? Nói gì? Luộc hột vịt lộn, luộc lộn hột vịt lạc, ăn hột vịt lạc, luộc lại hột vịt lộn, lại lộn hột vịt lạc. Đó, hột vịt còn lộn mà huống chi là shipper. Nó còn bên nữa. Bên gì chứ em cứ bây giờ bình tĩnh đi, lần trước người ta em đặt đồ ăn người ta giao lộn em chạy tới muốn dẹp tiệm người ta luôn rồi bây giờ anh sợ em làm em điện cho em làm bậy nữa. Thì bây giờ nếu mà muốn em không làm bậy thì anh phải làm cho em bớt giận đi chứ. Bớt giận hả? Thôi rồi bây giờ đâu cái số shipper đâu. Chi vậy? Đúng. Để em nói chuyện. Anh muốn làm cho em bớt giận, không có liên quan shipper. Bớt giận. Ô. Bữa nay bạn đồ đẹp ta. Em giận hơn đó. Rồi điện thoại cho shipper này về. Thôi, xử lý nó mới được. Thì để nói chuyện cho em nói chuyện mất công là hư hết. Alo. Shipper hả? Lộn số rồi. Đưa đây để em giải quyết. Cái này là cái gì? Dạ, cái này là đồ của chị Trang. Cái gì? Dạ. Chị không hề order cái đồ này nha. Dạ em chưa nói hết. Chị Trang vợ anh Nghĩa. Còn chị là chị Trang vợ anh Chí. Muốn đồ này mới là của chị. Dạ, em giao lộn. Rồi giao lộn cái giao lại vậy là thôi hả? Thôi, bỏ đi em ơi, bây giờ uống miếng nước đi rồi nói chuyện tiếp. Anh nghĩ làm sao mà bỏ qua được? Hồi nãy giờ em phân tích đó là bé nó cũng hiểu rồi. Nhưng mà em chưa phân tích tới cái khúc quan trọng nhất. Cái khúc quan trọng nhất nó nằm ở chỗ là chị có ghi rõ với lại công ty của em trong cái yêu cầu đó là bởi vì đây là cái dịp kỷ niệm 5 năm ngày cưới của anh chị, là một cái dịp rất đặc biệt. Chị mới đặt một cái đầm vô cùng tinh tế và quyến rũ. Dạ. Để hâm nóng tình cảm vợ chồng. Dạ. Cuối cùng em giao cái gì? Em giao một cái trò hề làm chị, làm cho chồng chị cười quá trời cười luôn. Thôi cái làm gì? Mất hết không khí của một cái bữa kỷ niệm lãng mạn. Đây bây giờ cái gì bỏ qua được thì bỏ đi. Dạ. Tại vì em đây cũng mới làm shipper đây mà đúng không? Dạ đúng rồi, em mới làm luôn á anh. Đó mới làm. Vì người ta có lộn tới lộn lui thì có sao đâu. Hồi đó anh cũng làm shipper. Đó anh giao đồ cho em lộn mấy lần anh mới quen được em rồi cưới em đó. Giờ muốn em cưới nó luôn không? Không, ý em nói vậy thôi. Đó bây giờ nè. Bây giờ họ muốn tha thì phải có một cái sự đền bù nào đó. Dạ. Nói chung là em phải làm đền bù thiệt hại về tinh thần quá lớn cho anh chị đi. Dạ em không có gì đền bù hết trơn á. Không mấy hai vợ chồng anh chị á, lần lượt mỗi người xếp hàng á, em ôm hôn mỗi người một cái được không? Em nhận đi cho ta vui. Anh nghĩ sao mà nhận được? Không, ấy anh nhận à. Không em ơi, đừng đền bù cái đó. Dạ ha, cái khác đi. Dạ cái khác hả? Ừ. Cái khác thì công ty em đền bù được không? Tại vì nãy em giao lộn. Bên chị có gọi cho bên công ty tụi em, bên công ty tụi em mới gọi cho em. Trong quá trình em đang giao hàng cho chị Trang và anh Nghĩa đó, cái em mới lộn rồi. Em mới hoành về công ty, em lấy cái món đồ này, em mới tặng cho vợ chồng anh chị Trang Chí. Dạ, đây là món quà nhỏ nhỏ chúc mừng kỷ niệm 5 năm ngày cưới của vợ chồng anh chị. Có lòng vậy thì còn được ha. Công ty mà chu đáo như vậy là tốt lắm á. Dạ. Chu đáo rồi, nhưng mà cẩn thận nha, đừng có từ Trang Trí mà thành Nghĩa Trang kỳ lắm nha. Dạ dạ. Bây giờ tặng quà này rồi còn cái này tặng luôn được không? Dạ không giờ được. Anh bận đẹp lắm. Anh giỡn em hả? Không, này là dạ, em xin về đây em giao cho chị Trang và anh Nghĩa. Còn cái món này là của chị Trang và anh Trí. Hy vọng là chị bận vừa để cho anh vui. Em chúc cho vợ chồng anh chị 100 năm hạnh phúc, chồng yêu thương vợ, vợ yêu thương chồng. Dù dù hai người có yêu thương nhau thì vẫn nhớ công ty tụi em, shipper bá đạo.